Việc ứng dụng công nghệ GPRS trong quản lý phương tiện giao thông đã trở nên rất phổ biến trên thế giới. Hiện tại, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều hãng taxi lắp đặt định vị GPRS và mang lại hiệu quả cao. Các hãng taxi đều cho rằng trước đây khi chưa lắp đặt định vị GPRS thì việc kiểm soát phân bố xe trên các khu tuyến và tình trạng xe đang phục vụ hay xe trống để điều phối khi có yêu cầu chưa khoa học, thường xuyên xảy ra tình trạng cùng lúc tại một địa chỉ có thể nhiều xe cùng đến đón chỉ một khách hàng. Tài xế này tưởng tài xế kia sẽ đón khách. Tình trạng nơi thừa nơi thiếu ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ khách hàng và lãng phí thời gian xăng dầu. Hoặc một số tài xế taxi chưa chấp hành tốt các quy định về thời gian giao và nhận xe, tính cước vượt mức của đồng hồ. Từ khi các hãng taxi cài phần mềm GPRS đã giải quyết rất tốt những hạn chế nêu trên. Khi lắp đặt thiết bị giám sát hành trình GPRS ở taxi, người quản lý có thể sử dụng máy vi tính và có kết nối với phần mềm trên mạng Internet để theo dõi hành trình đi lại, vị trí dừng đỗ, vận tốc xe chạy, thời gian lái xe liên tục của người lái xe và nhiều thông tin khác. Đơn vị chúng tôi kinh doanh vận tải taxi, từ khi được áp dụng cái hành giám sát hành trình GPRS ấy, thì là chúng tôi kinh doanh rất là hiệu quả. Khi mà xe lưu thông ở trên đường thì chúng tôi đã giám sát được cái hành trình xe chạy đi đâu, tốc độ xe và cũng như là cái sự an toàn cho khách hàng ngồi trên xe. Và ngoài ra chúng tôi còn giám sát được cả cái phần tài chính của lái xe, chạy trong ngày, trong tuyến là được bao nhiêu tiền. Thì chúng tôi có thể là trên máy tính, trên phần mềm chúng tôi mở ra là chúng tôi đã biết được rằng là xe này hôm nay kinh doanh có hiệu quả hay không. Từ việc lắp thiết bị giám sát hành trình, công việc của người quản lý cũng đỡ vất vả hơn, hạn chế được nhiều bất cập như trả lại đồ cho khách hàng để quên trên xe. Song song với đó, việc khách hàng khiếu nại về hiện tượng lái xe chạy lòng vòng giảm hẳn. Bên cạnh đó, người lái xe cũng an tâm khi lái xe trên đường, vì nếu mà đi quá tốc độ, tổng đài theo dõi và nhắc nhở cho người lái xe ngay, từ đó cũng đảm bảo được sự an toàn cho khách hàng cũng như lái xe trên đường. Từ khi công ty lắp đặt thiết bị GPRS tạo điều kiện rất là nhiều cho công ty và cho lái xe. Lái xe thì cũng đã tiết kiệm được nhiên liệu và km rỗng. Về phía tổng đài thì quản lý được lái xe, nơi đến nơi đi của lái xe. Trong quá trình đón khách thì không để khách chờ lâu. Khi các hãng taxi cài GPRS, bên cạnh đảm bảo sự an toàn cho khách thì hiện tượng chạy lòng vòng, đồ của khách để quên không cánh mà bay hay lái xe tác động vào đồng hồ tính tiền chặt chém hành khách đã được siết chặt, từ đó tạo sự hài lòng cho khách hàng mỗi khi sử dụng dịch vụ taxi. Tôi vẫn thường xuyên đi cái hãng taxi 518, chúng tôi rất yên tâm về cái hành trình chúng tôi đi cũng như là tất cả những cái giá cả nó rất là phù hợp với lại quãng đường chúng tôi đi. Có thể nói hệ thống định vị GPRS trong dịch vụ vận tải taxi không chỉ mang lại hiệu quả thiết thực đối với người quản lý, điều hành doanh nghiệp mà còn mang lại sự an toàn cho lái xe, đồng thời tạo niềm tin và hài lòng cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ taxi trên địa bàn Quảng Ninh. Chương trình Nhịp sống công nghệ số tháng 9 xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.